U23 Việt Nam đã có thắng lợi đầu tiên tại vòng loại U23 châu Á 2020 trước đối thủ Brunei. Chiến thắng 6-0 trước Brunei giúp U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng K vòng loại U23 châu Á, dù sử dụng đội hình vắng nhiều trụ cột. Chia sẻ với báo giới sau trận, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Tôi hài lòng vì trận hôm nay. Đội chưa hoàn thiện, nhưng các cầu thủ đã rất nỗ lực. Dù vậy, họ vẫn phải nỗ lực hơn nữa. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn các cầu thủ của mình." Trận đấu tới, Việt Nam sẽ gặp Indonesia. Và huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ về cái tên quan trọng nhất ở cuộc đối đầu ấy. Đó chính là Đình Trọng. Tôi đã nghĩ nhiều về Đình Trọng và trao đổi nhiều với cậu ấy, các bác sĩ và thành viên ban huấn luyện. Về mặt y học thì Đình Trọng hoàn toàn có thể thi đấu, không chơi được 90 phút nhưng có thể đá ít nhất 45 phút. Sau đây chúng ta sẽ gặp Indonesia và Thái Lan. Tôi muốn cậu ấy vào sân sớm để làm quen với điều đó. Cậu ấy là quân bài quan trọng của tôi. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông không đồng tình hoàn toàn với nhận định rằng bóng bổng là lối chơi của U23 Việt Nam. Khi chúng ta xuống cánh thì các cầu thủ chạy cánh thường tạt bổng hoặc sệt. Còn hôm nay chúng ta thường tạt bổng. Trước Brunei, U23 Việt Nam không chơi theo kiểu tạt bóng thẳng vào khu 16m50. Tôi không muốn tạt bóng nhiều và các cầu thủ cũng không thích thế. Còn lối chơi hiệu quả nhất của chúng ta là ngắn, tận dụng tính cơ động và sắc nhọn của các cầu thủ. Thái Lan và Indonesia khác hoàn toàn so với đội hình ở giải U22 Đông Nam Á tại Campuchia. Indonesia thay 4 người, còn Thái Lan phải thay tới 15 cầu thủ. Indonesia cũng có nhiều cầu thủ có năng lực tốt, đường truyền ngắn vào các không gian của họ là khá tốt. Thái Lan là chủ nhà của U23 châu Á 2020 nên chuẩn bị rất nhiều. Trận gặp U23 Indonesia đã cho thấy họ chuẩn bị tốt như thế nào. Họ là đối thủ của U23 Việt Nam ở trận cuối và là đội bóng chuẩn bị rất chú đáo. Ở trận đấu tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Indonesia. Còn apart, threw it away, put it back together again.